Chào mừng tất cả anh chị nhà đầu tư đã quay trở lại với channel của mình. Chúng ta lại gặp nhau trong video ngắn ngày hôm nay. Thì lý do là ngày mai Kiên không livestream được buổi sáng, cho nên là mình làm một video này để gửi đến hay là phân tích cho anh chị nhà đầu tư các mã cổ phiếu mọi người đang cần quan tâm. Trước khi mà đi vào video, thì hy vọng rằng anh chị và các bạn có thể là bỏ cho mình một lượt like cũng như là một subscribe để mình có thêm nhiều động lực hơn làm video livestream buổi sáng. Đến với cả các mã cổ phiếu mà mọi người đang quan tâm. Ở đây thì thực ra là cũng chỉ có khoảng hơn chục mã thôi. Chúng ta sẽ cùng nhận định các mã cổ phiếu. Trước khi mà đi đến việc mà nhận định các mã cổ phiếu thì chúng ta sẽ đi qua một phần ngắn, đó chính là về thị trường trong phiên giao dịch tuần trước và dự kiến trong thị trường trong phiên giao dịch tuần này. Thực tế ra thì thị trường trong giai đoạn vừa rồi thì đã có những cái nhịp chỉnh và đúng như kỳ vọng của chúng ta đang mong muốn. Cái tỷ trọng của anh chị nhà đầu tư đang nắm giữ trong giai đoạn này thì Kiên thấy rằng là cũng đã bán đi rất là nhiều, và bây giờ sẽ là cái cơ hội để chúng ta đưa mình vào một cái trở thành một cái vị trí mà đi săn hàng sẽ ok hơn. Thì kết phiên giao dịch trong phiên giao dịch tuần trước, chúng ta thấy rằng phiên thứ 6 thì VN Index đóng cửa giảm 13 điểm, tương đương là 1,04%. Số mã giảm thì hơn khá nhiều so với cả số mã tăng, và trên thị trường thì chúng ta nhìn thấy rằng là vẫn có một số các mã cổ phiếu đi ngược lại thị trường chung, và cho nên chúng ta thấy rằng là thực tế ra thì cái dòng tiền nó không bị rút ra anh chị nhé, nó không bị rút ra và nó đang vẫn đang xoay chuyển khi mà thanh khoản đạt khoảng 25.000 tỷ, và một số các mã cổ phiếu được đón nhận dòng tiền rất tốt như kiểu là Novaland này, AA hay là AA rồi TCH. Chiều ngược lại thì chúng ta nhìn thấy rằng là dầu VN30 bán khá là mạnh với các mã cổ phiếu thuộc nhóm ngân hàng. Thực tế ra cái việc các mã cổ phiếu ngân hàng này bị bán thì Kiên cũng đã cảnh báo cho mọi người rất nhiều rồi, khi mà nó xuất hiện rất nhiều các tín hiệu về phân kỳ MACD cũng như là cái biên độ tăng của nó từ cái nền giá thứ hai này nó đã rất là dài rồi, đúng không ạ? Nên bây giờ nó điều chỉnh là chuyện bình thường thôi. Chúng ta sẽ xem trên khung đồ thị ở đây, chúng ta nhìn thấy rằng là VN Index ở trên khung ngày đây. Ở trên khung ngày chúng ta nhìn thấy rằng là VN Index nó đã xuyên thủng qua đường MA20 và hỗ trợ gần nhất của thị trường nó sẽ ở quanh vùng này, đâu đó quanh khoảng 1236-1235, và vùng này thì Kiên dự kiến là thị trường nó sẽ có những cái khả năng tạo đáy. Thì tại sao chúng ta lại dự kiến được thị trường nó sẽ tạo đáy đây, sẽ tạo đáy ở đây? Thì cơ bản thôi, thứ nhất là nó sẽ chặn cạnh dưới giải Bollinger Band, thứ hai là nó sẽ chặn cái vùng nền hỗ trợ trong giai đoạn là giữa tháng 3. Đấy là hai cái vùng hỗ trợ rất là mạnh, mặc dù là MACD phân kỳ nhưng mà trong nhịp nào cũng thế thôi. Khi mà chúng ta nhìn thấy rằng là cứ chạm cái cạnh dưới giải Bollinger Band, thị trường nó sẽ đều có những cái phản ứng và nó sẽ có những nhịp hồi mang tính chất là hồi kỹ thuật lên đâu đó khoảng 1265 thêm một lần nữa. Thế cho nên là chính vì cái hành động, chính vì chúng ta đã dự kiến được cái vùng hỗ trợ và cái vùng tạo đáy trong ngắn hạn tiềm năng, thế cho nên là từ giờ đến khoảng 1255 này cho đến 1236, có nghĩa là đâu đó khoảng 20 điểm nữa, và trong phiên giao dịch thứ hai Kiên nghĩ rằng là thị trường nó sẽ tiếp tục bị bán, thì anh chị hạn chế cho cái việc là bán hoảng loạn, không thì mọi người sẽ có một cái hành động có thể là bán rất đúng đáy. Ở đây thì cạnh dưới giải Bollinger Band thì chúng ta nhìn thấy rằng là nhất là những cái giải Bollinger Band này đang hướng lên này, hay là giải Bollinger Band đi ngang, thì chúng ta thấy rằng là trong giai đoạn trước hồi tháng 8 năm 2023 thì cũng thế, hay gần đây nhất thì chúng ta có một giai đoạn tháng 12 năm 2023 khi mà chạm vào cạnh dưới giải Bollinger Band và cái band này nó đi ngang ra, thì chúng ta thấy rằng là nó sẽ đỡ rất là mạnh. Và thêm một lý do nữa, chúng ta có thể xem ở trên khung giờ, và Kiên sẽ kỳ vọng một cái nhịp tạo đáy ở đây. Chúng ta có thể xem ở trên khung giờ đây này, chúng ta sẽ bật khung giờ lên và chúng ta sẽ bật chỉ báo RSI. Thì cái chỉ báo này chúng ta nhìn thấy rằng là cứ khi nào mà thị trường có nhịp điều chỉnh, lúc đó là thị trường nó sẽ chạm cái cạnh trên và trên 70, còn bây giờ thì đang ở dưới và nó sẽ có một cái xu hướng ngược lại, đó chính là khi nào mà thị trường chạm một giờ nó chạm đến dưới 70, dưới 30, thị trường nó sẽ có những nhịp hồi phục nhất định. Ở đây chúng ta nhìn thấy rằng là trong ngắn hạn nhất đây có một giai đoạn 12 tháng 3 thị trường nó cũng tạo đáy ở ngày này, và tiếp theo này chúng ta nhìn thấy rằng là đoạn này nó không quá quá nhiều, hay như đoạn này cũng thế này, đây là ngày 18 tháng 12 thì khi mà thị trường nó chạm đến cái RSI qua bán thì nó sẽ loanh quanh ở cái vùng đáy này. Cho nên là trong phiên giao dịch tuần sau thì anh chị hay đã còn cái tỷ trọng nó thấp thì chúng ta nên hạn chế bán hoảng loạn, vì rất có thể là chúng ta sẽ bán ở vùng đáy. Thì đấy là với quan điểm của mình với các mã cổ phiếu với thị trường chung. Còn tiếp theo chúng ta sẽ đến với phần chính của video ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng trả lời các mã cổ phiếu cho mọi người đây. Đầu tiên là cổ phiếu HSG. Cổ phiếu này chúng ta nhìn thấy rằng là nó đã xuyên thủng qua đường 20. Đây là một tín hiệu mang tính chất là xấu của một cổ phiếu. Khi mà trong ngắn hạn thì nó sẽ thay đổi cái xu hướng của cổ phiếu này từ tăng sang giảm hoặc là từ sideways sang giảm.
Với HSG chúng ta sẽ có một hỗ trợ rất mạnh vùng giá 21.6. Nếu mà trong phiên giao dịch thứ hai cổ phiếu này hồi phục lên đâu đó khoảng 2.5 hay 2.8 thì chúng ta sẽ cần phải đưa ra hành động là kênh bán ở đây. Đây là với HSG. Trong phiên thứ sáu thì Kiên thấy rằng là nó vẫn khá ổn, chẳng qua là trong ATC. Trong ATC thì thị trường chung nó có yếu tố là có một chút hoảng loạn, cho nên là cổ phiếu này mới bị bán như vậy. Thì trong phiên thứ hai, tôi nghĩ rằng nếu như mà cái đà bán của thị trường chung nó không còn quá mạnh nữa thì cổ phiếu này rất có thể sẽ hồi phục lên đâu đó khoảng 2.9, nhưng chúng ta sẽ canh bán ở đây với cả cổ phiếu HSG. Còn nếu anh chị nào xác định giữ dài hạn thì tôi nghĩ rằng là chúng ta vẫn có thể giữ được, khi mà cổ phiếu này mới đang trong nền thứ hai thôi. Thông thường một cái nhịp tăng hay là một nhịp uptrend của thị trường ấy, nó phải có khoảng 4 năm nền, 4 3 đến 4 nền thì đúng hơn. Thì bởi vì cái nền thứ năm ấy thì thường là nó sẽ rất khó, và một cổ phiếu nào mang tính chất là có chu kỳ và khỏe thì nó mới lên được nền thứ năm, còn không thì sẽ là từ 3 đến 4 nền. Với cổ phiếu này thì Kiên thấy rằng mới đang giao dịch lần hai, nó sẽ còn cái mục tiêu lên khoảng 28 30 cho nền 3 và nền 4. Đấy là trong dài hạn nhé, còn ngắn hạn thì chúng ta sẽ cần phải xử lý khi mà nó hồi phục lên. Tiếp theo thì cổ phiếu DG giá 28.1. Chúng ta nhìn thấy rằng là DG trong giai đoạn này thì nó mới, đây là nền 1 của cổ phiếu, đây là nền 2. Thì Kiên thấy rằng là cái đoạn này thì cổ phiếu nó mới vượt lên nền thôi, cho nên là nó sẽ còn dư địa tăng rất nhiều. Cho nên là chúng ta nhìn thấy rằng cái nhịp chỉnh ấy thì sẽ là một cái cơ hội mua cho chúng ta, chứ không phải là một cơ hội bán. Bất cứ cổ phiếu nào cũng thế, chúng ta nhìn các mã cổ phiếu như kiểu FTS này, thì trong một cái giai đoạn mà nó chỉ vừa break qua thôi thì kiểu gì nó cũng sẽ có những cái nhịp mà nó quay trở lại test. Đó, FTS nó rất khỏe này, chỉ lên một chút, test lại một chút xong lại đi lên tiếp. Thì với DG chúng ta nhìn như thế, nền của nó thì rất là dài và bây giờ thì đang test lại, và Kiên nghĩ rằng là cái nhịp này tối đa hôm này sẽ về đâu đó quanh khoảng giá 30, quanh vùng này chúng ta liên kê giá sẵn để mua. Kiên nghĩ rằng là rất khó để có một cổ phiếu khỏe như DG trong dạng này, một cổ phiếu mà mang tính chất là leader của dòng bất động sản mà còn chạy sau nữa, thì rất khó để nó sẽ giảm sâu, quá sâu hơn cái vùng cùng giá 30. Nên là vùng này chúng ta lên tham gia là ok nhất, liên kê sẵn để tham gia. Tiếp theo là anh có hỏi với NTN mua tư vấn điểm mua vào. Với cổ phiếu này thì Kiên thấy rằng không có điểm mua với cả cổ phiếu này rồi. Thì trong thông thường thì trong một cái xuống tăng thì chúng ta sẽ một cổ phiếu đi, một cổ phiếu chúng ta sẽ có các cái điểm mua như sau. Thứ nhất là một điểm mua khi mà break một cái mẫu hình nào đó, hay là một break đỉnh 25 đỉnh 52 tuần, có nghĩa là vượt qua vùng này thì chúng ta sẽ có các điểm mua ở đây và quay trở lại retest, chúng ta sẽ có thêm các điểm mua như vậy nữa. Và tiếp theo thì một trong một cái xuống tăng của cổ phiếu ấy, thì anh chị có thể là mua khi nó có cái chiến lược bull pullback về đường 20 này, test về đường 20 thì chúng ta sẽ mua ở đây, đó, quanh vùng này, hay là test về đường 10 chúng ta sẽ mua quanh vùng này. Đó, chứ còn bây giờ thì chúng ta thấy rằng là rất khó để có cái điểm mua của cổ phiếu NTN nữa nhé. Có hàng thì chúng ta nắm giữ thêm thôi, và Kiên chưa thấy nó có một cái yếu tố mang tính chất là phân phối với cả cổ phiếu này cả, là có hàng thì chúng ta nên giữ thêm. Đấy là với LTL. Còn trong trường hợp mà muốn mua mới thì chúng ta sẽ cần phải nó quay trở lại retest về đây, đó, retest lại đường 20 thì chúng ta mới mua được. Tiếp theo là với hút này, cổ phiếu hút chúng ta nhìn thấy rằng là vẫn đang giao dịch ở trong một cái nền khá là dài. Kiên thì kỳ vọng cổ phiếu này nó sẽ tăng từ trong tuần trước rồi hoặc là tuần trước nữa, nhưng mà hôm nay vẫn chưa tăng. Chúng ta thấy rằng là cổ phiếu này nếu mà có muốn tham gia thì Kiên nghĩ là quanh vùng giá đâu đó khoảng giá 18.4 cho đến đầu 19 là Kiên nghĩ vẫn tham gia được. Thông thường thì một cái nền dài như này nó sẽ rất khó để thủng, và kể cả nếu mà có thủng thì nó sẽ có những cái nhịp nó quay trở lại retest, cho nên là cái cạnh dưới dài Bollinger Band này thì sẽ là một cái điểm mua an toàn chúng ta khoảng 18.4 18.5. Quanh vùng này thì nếu như thủng nó sẽ quay lại test một lần nữa trước khi mà rơi tiếp, bao giờ cũng thế. Đấy là với quan điểm của mình với cả cổ phiếu hút này. Tiếp theo thì bạn này có hỏi với Novaland, cổ phiếu này không có cái hành động gì mang tính chất là để tư vấn cả, nên là Kiên sẽ nhận định về xu hướng. Thì cổ phiếu này đang trong một xuống tăng rất tốt, và trong phiên giao dịch thứ sáu thì cổ phiếu này có một cái hành động nổ vốn, kể mà ông này trần được thì trong phiên thứ sáu thì sẽ rất là tốt. Mục tiêu của nó sẽ hướng tới vùng giá khoảng 21. Kiên thấy rằng là rất khó để một cổ phiếu có cái thanh khoản lớn như này mà bị phân phối được. Có thể trong một vài phiên thứ hai cho đến phiên thứ ba thì nó điều chỉnh một chút quay quanh 18 thì sẽ là cái giá mà anh chị có thể tham gia được. Nếu mà chưa có hàng, GVR thì Kiên thấy rằng là 23 32.5 nên giữ hay cả cắt lỗ. Kiên thấy rằng là cổ phiếu này chúng ta Kiên đã cảnh báo cho mọi người khá là nhiều ở trong những cái livestream hoặc là trong các cái bản tin của mình. Kiên đều cảnh báo rằng là khi một mã cổ phiếu xuất hiện một cái mẫu hình hai đỉnh thì chúng ta sẽ có một cái gì ạ? Chúng ta sẽ có một cái vùng xác nhận, đấy chính là thủng qua đáy trung tâm. Nghĩa là cổ phiếu này chúng ta cần phải bán khi mà nó thủng qua 23 21.8. Thế tuy nhiên dòng này sẽ có một cái nó tích cực hơn một chút, vì là GVR nó sẽ có một cái hỗ trợ quanh vùng giá khoảng 29.7 cho đến khoảng 30.4.
Nếu mà anh chị đang có hàng thì chúng ta kiên kỳ vọng kiên nghĩ rằng là chúng ta không cần cắt lỗ nữa mà chúng ta nên tham gia trung bình thêm ở quanh vùng này, bởi vì đường MA20 của nó đang hướng lên và trong một vài phiên tới nó sẽ bật lên đây để nó quanh test lại đường MA20, và chúng ta sẽ mua thêm ở 29.9 quanh vùng này và sẽ cắt ở 32.5 cùng với cái giá mà anh mua, và chúng ta sẽ lãi được cái lô dưới. Đấy là với GVR. Các mã cổ phiếu như GVR nó sẽ là những cái mã cổ phiếu tương đối là mạnh, cho nên là anh chị muốn mua hàng thì kiên nghĩ là chúng ta nên kê giá sẵn. Chứ còn những cái nhịp mà nó điều chỉnh xong nó thường là hay rút chân lên nhanh lắm. Tiếp theo là với HCM này, cổ phiếu này thì anh đang cần tư vấn là mua 26.75, có nghĩa là bây giờ hành động như thế nào đúng không? HCM thì tương tự như VNDAX thôi, chúng ta sẽ có một cái hỗ trợ ở quanh đường cánh dưới và nền giá này, chúng ta sẽ nên mua thêm ở quanh giá 27, đó, nên mua thêm ở quanh giá 27 và bán toàn bộ khi nó hồi phục lên đâu đó khoảng 28.4. Đấy là với HCM. Tiếp theo là cổ phiếu DG giá 28.5. Cổ phiếu DG thì rất là khỏe, người ta thấy rằng là bất động sản trong dạng này nó như là một cái dòng cổ phiếu mà trũng của thị trường và được dòng tiền hướng tới rất là nhiều, tiền về chạy và chỗ trũng mà. Đấy, với DG chúng ta nhìn thấy rằng đường MA20 đang hướng lên rất là tốt và nó sẽ có một khả năng gì đấy, nó sẽ có một khả năng giảm về đây và bật lên đây quanh khoảng 20.7. Nếu anh chị nào ngắn hạn thì chúng ta có thể chốt ở đây, còn không thì kiên nghĩ rằng trong thời gian tới nếu mà có sóng bất động sản thì chắc chắn nó sẽ còn phải vượt qua khoảng 21.9 nữa cơ. Thì kiên kỳ vọng rằng là nó sẽ dài hạn lại một chút để cờ giữ được và mua thêm. HTN cần mua mới, cổ phiếu này kiên chưa có điểm mua mới này. Khi nào mà một cổ phiếu đóng cửa trên đường MA20, nó đóng cửa trên này kiểu như này nhé, thì kiên mới có điểm mua mới, còn không thì kiên sẽ không có điểm mua mới với cổ phiếu này. Đấy là với quan điểm của mình với cả HTN. Đây là những cái điểm có thể là mua mới này, đây là những điểm có thể là mua mới này đó, hoặc là đây đó. Thì khi mà chúng ta mua mới ở các cái vùng như thế thì chúng ta sẽ có một cái tỷ lệ thắng cao hơn và mang tính chất là an toàn hơn khá là nhiều. Đấy là với quan điểm của mình với cả HTN. Vùng này chưa có điểm rồi. SMC hôm nay thì thuộc nhóm cổ phiếu dòng thép, cái vùng này thì chúng ta hạn chế tối đa cho cái việc là bán nước kia nhé, hạn chế tối đa cho việc bán nước kia. Hôm nay thì đã ngoài band, ngoài ra lại còn về cái vùng hỗ trợ của nó nữa rồi đó. Các cái chart này thì nó tương tự như một thằng như là Vinamilk, khi mà ông này chạm về cái chạc cạnh dưới giả bên cạnh dưới của Ben này, thứ hai là về cái nền hỗ trợ vũ của nó thì nó sẽ bật lên trong một vài phiên tới, cho nên là với các mã cổ phiếu như FLC thì vùng này chúng ta không nên bán nữa nhé. Cái thấy rằng là cũng có cái tính hoảng loạn trong phiên giao dịch thứ sáu với cả vol to rồi, thông thường phiên sau nó giảm được về khoảng 10 thì chắc là cái vùng mà anh chị còn tiền mặt chúng ta nên mua thêm. À đây, anh này có hỏi thêm là SMC mua cần mua mới, chúng ta cứ cây canh mua mới quanh khoảng giá 10, có thể là nó sẽ giật dù ở quanh giá 10, chúng ta sẽ kê được mua giá tốt nhất là chúng ta ở quanh giá 10 nhé. DG này, VNR mua mới, DG thì nghĩa là nó sẽ về đâu đó khoảng giá 30.7 cho đến mức giá khoảng 29.7, quanh vùng này chúng ta nên mua được, cộng 30 cộng trừ đi, 30 cộng trừ chúng ta nên mua mới nhé, nên mua đấy, nên luôn luôn. Bởi vì là bất động sản kiên sẽ kỳ vọng rằng là nó sẽ là những thằng mà chạy sau và sau trong nhịp này, nó sẽ là thằng chạy mạnh nhất của nhịp này. PR thì tương tự là quanh mức giá 30, trùng với cả đường MA20, trùng với cả gì đấy, trùng với cả Kitun Sen là cái đường mang tính chất là lăng kính của thị trường. Ok, và MACD thì mới chưa có một đỉnh đâu. Chúng ta nhìn thấy rằng là thông thường các mã cổ phiếu mà muốn tạo đỉnh thì nó sẽ cần phải có khoảng hai đỉnh phân kỳ như này. Ví dụ chúng ta nhìn thấy cả STS này, hay là với VX à, hay cổ phiếu nào có hai đỉnh à? Đó, một đỉnh hôm nay cũng có một đỉnh à? Xem thằng nào nữa nhỉ? Của chứng khoán, nói chung là chứng khoán thì nó nhiều, nhiều cổ phiếu có dạng MACD cắt xuống và có hai đỉnh thì chúng ta mới cần phải lo lắng. Còn đây ví dụ VX này nó có mấy đỉnh, như 1, 2, 3 đỉnh này, thì chúng ta mới cần phải lo. Nhưng còn các mã cổ phiếu như kiểu là cái này thì không phải lo lắm. Đây ví dụ như đây, chúng ta nhìn thấy rằng MACD đến 3 đỉnh và các cái đỉnh sau thì cao hơn đỉnh trước, như này thì chúng ta sẽ cần phải lo lắng. Nhưng còn với PNR thì các nhịp chỉnh của nó phải là các nhịp để chúng ta mua, nền giá rất là dài và chỉnh là phát là mua ngay, nên kê giá sẵn trước. Ok, như vậy là đi hết cái video ngắn này rồi. Xin chào tất cả mọi người, chúc mọi người sẽ có một buổi tối vui vẻ.